Chào các bác nha. Trưa nay mình đi ăn mì cay. Thấy mấy bạn cũng ăn mì cay, mình muốn ăn mì cay thử để coi nó như thế nào. Thì đây là tô mì cay. Nó đựng trong một cái thố. Đầu tiên là cái mùi vị mình thấy rất là thơm và nghe được cái mùi ớt. Nghe được mùi ớt khá là cay. Nhìn rất là hấp dẫn các bạn. Trong này có tôm, tôm bự chỏa luôn, rau rồi có cả mực, nghêu. Và mì cay này mình sẽ không ăn với lại mì gói Hàn Quốc mà mình ăn với mì udon. Mì udon này hình như nó làm từ bột gạo thì phải, ăn nó dai dai, nó tự tự như là bánh gạo vậy, bánh gạo của Hàn Quốc, Nhật Bản gì đó. Rất là thơm, rất là hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó như thế nào. Cay, cay, chua chua, nó chua chua, cay, ngon, đậm đà. Cái này nó giống tự tự như là lẩu Thái vậy, nhưng mà lẩu Thái này nó không phải là mùi vị lẩu Thái, nó tương tự như là mùi vị lẩu Thái. Thì mì cay mình thấy nó có nhiều cấp độ lắm, từ cấp độ 0.5 là cấp độ thấp nhất, cho tới cấp độ 7. Mình đang ăn cấp độ 0.5. Chứ phải bỏ ít đồ ra ngoài cho nó nguội để lát mình sẽ ăn sau. Nhưng mà hiện tại nó nóng quá. Cái thố này nó giữ nhiệt rất tốt nha các bạn. Ăn nãy giờ mà nó vẫn còn rất là nóng. Và cái độ nóng của mì nó làm cho tăng hơn cái vị cay của ớt. Ăn cay xé họng luôn. Gấp tôm và nghêu ra bên ngoài. Thì bạn nào có dịp thì cũng nên ăn thử cái món mì cay này. Mình ăn mình thấy rất là ngon. Tuy là nó vẻ hơi cay một chút. Nhưng mà nếu như bạn nào không ăn cay được thì có thể kêu cấp độ 0.5. Có thể ăn được. Thôi giờ mình ăn đây, nó bụng quá rồi. Hẹn gặp lại các bác trong những cái video tiếp theo nha.